Mới giữa thôi chưa các? Rồi. Họ tên Đỗ Hữu Trọng, nó học tiếng Trung. Rồi, cái gì là chữ Trung Quẩn? Trung Quẩn. Đây, ví dụ như mình thích mình gõ là nó ra thành con Doraemon liền. Mình sẽ chơi rồi chữ Trung Quẩn là mình sẽ bấm nhanh. Đó, nó sẽ ra nhanh này, Trung Quẩn. Rồi. Thì cái chữ tiếp theo đọc là gì? Nghe không? Ni hào. À, đúng rồi. Ni hào. Ni hào, ni hào. Ni hào, ni hào. Bây giờ mình đọc là ni hào, ni hào. Hai cái thanh ba thì mình biến cái thanh đầu tiên thành là thanh hai. Ni hào. Không, không ni hào mình, ni hào. Ni hào. Ni hào. Ừ, rồi. Cái là biết nghĩa rồi phải không? Ừ, xin chào. Đúng rồi, xin chào chứ. Hôm qua. Ni hào. Chứ mà là ni hào mà. Đây. Đây. Xin chào. Rồi, còn chữ tiếp theo. Ni hào ma. Nghĩa là gì? Ni hào ma là khỏe không? À, bạn khỏe không? Rồi, chữ tiếp theo. Quả hình hậu. À, quả hình hậu nghĩa là gì? Tôi rất khỏe. Đúng rồi, tôi rất khỏe. Tôi rất khỏe. Rồi, chữ tiếp theo. Quả ba ba. Không, quả ba ba mama. Bây giờ người Trung họ sẽ nói tắt một chữ thôi. Họ nói là quả ba ma. Giống như ba mẹ của mình đó. Rồi. Nghĩa là gì? Ba mẹ bạn có khỏe không? Đúng rồi. Ba mẹ tôi. Đúng ba rồi. Mẹ tôi khỏe chứ. Đúng rồi. Yeah. Đây là ba mẹ tôi khỏe không? Chứ. Đáng lẽ là Tân ghi nhầm này. Đáng lẽ chữ đây chính nị. Mà Tân ghi là quả. Thì nó là ba mẹ tôi khỏe không? Thì đáng lẽ ghi cái chữ nị lại ha. Chữ nị lại. Nhớ nha, chữ ba ba là mama thì mình sẽ ghi là ba ma luôn. Rồi, chữ tiếp theo. Vợ sư với nạn lệnh. Đúng rồi, chính xác. Nghĩa là gì? Tôi là người Việt. Rồi, tiếp. Chữ tiếp theo. Vợ tha xưa với nạn lệnh. Sai, nhầm một chỗ rồi. Chữ hôm qua nói. Dạ. Quả mình hả? Quả mình sai rồi. Có chữ chữ nhân đứng trước này. Đây mới là tha, còn có không có nhân đứng thì gì? Tôi cũng là gì? Hôm qua đọc rồi. Cũng là chữ. Quả dạ. Đúng rồi, chính xác. Quả dạ. Chữ dạ nghĩa là gì nhớ không? Dạ cũng. À. Tôi cũng là người Việt Nam. Rồi. Chữ tiếp theo. Nhân đứng là dạ đúng không? Đúng rồi. Nói như chữ là âm tiếng Nhật là chữ gì? Chữ mô đó. Chữ mô đó. Hiểu không? Chữ mô hán tự không biết. Không biết lắm. Chữ mô trong tiếng Nhật á. Ừ. Đó. Lão sư chai gen. Ừ, nghĩa là gì? Chào thầy. À. Chào tạm biệt thầy. À, chào. Rồi, ok. Còn chữ tiếp theo. Nhị. Ừ, sai rồi. Nhìn vô đọc mà chữ nhị là sai rồi. Quả. Đúng rồi. Quả minh hả? Đúng rồi, quả minh. Quả minh là gì? Tôi. À. Chúng tôi. Tiếp. Nhị minh. À. Các bạn. Các bạn. Ừ, rồi, tiếp.
chữ hỏi sức khỏe. Sức khỏe. Có học rồi. Chữ sức khỏe bạn có khỏe không? Từ đang nói bạn với từ. Sen thị. À, sen thị. Sen thị. Sen thị. Nhớ thành ba. Sen thị. Sen thị. Ừ. Sen thị. Là sức khỏe hả? Sen thị. Gọi là cơ thể thì người ta sẽ gọi là sen thị. Cơ thể bạn như thế nào thì gọi là sức khỏe. Mình dịch ra tiếng Việt mình ha. Rồi còn chữ đây đọc được không? Mới cơm là mình ngáp nữa ha. Rồi chữ gì? Khuya quá. Khuya quá. Xia. À nghĩa là gì? À. Cảm ơn. Rồi ok. Nó tốt. Rồi tiếp chữ này. Chữ này nãy là nhầm cái chữ. Chữ chữ dễ này. Cái gì? Tham ơn. Đúng rồi, tham ơn. Tham ơn. Tham ơn. Tham ơn. Tham ơn. Ừ. Nghĩa là gì? Anh ấy mơn là số nhiều. Anh ấy. À, cái anh ấy. Ừ. Các lúc bạn là mình dịch là bọn họ ha. Rồi, nhưng mà tăng ghi một cái chữ đây. Ừ, còn đọc được không ha? Mình sẽ ghi như thế này. Liên quan luôn nha. Ừ. Đây, chữ đang nghĩ là gì? Cô ấy. Đúng rồi, bộ họ nhưng mà dành cho những người con gái. Rồi, một cái kiến thức ngoài lề. Ví dụ như cũng có con trai và có con gái luôn. Thì mình gọi ưu tiên từ nào? Tức là ba người con trai, hai người con gái. Thì mình gọi ưu tiên dựa từ nào? Biết không? Cảm ơn hả? À, đều không sai của mình không cái đang nói về cái từ tham ơn này, tham ơn đây và tham ơn đây, nhưng mà tham ơn đây là dành hết cho con trai và tham ơn đây là dành hết cho con gái. Bây giờ có thể dùng từ nào cho một trong hai từ đúng không? Đúng rồi, thì ví dụ như là có ba người trai, hai người gái hay là ba người trai, năm người gái thì mình dùng ưu tiên là chữ tham ơn đây nha. Khi mà sau này viết văn ví dụ thì mình dùng từ ưu tiên chữ đây. Nói chung là con trai thằng gái nói chung luôn á thì đều là nói bọn họ hết, nhưng mà con là tham ơn hết phải không? Đúng rồi, tham ơn là cái này là nhớ có bộ chữ nị này là con gái là chữ nữ thì nó nói là con gái không, còn chữ bộ nhân đứng rồi là con trai không. Bây giờ ok rồi. Chữ tiếp theo. Chữ đây. Chữ giống chữ nị không? Giống chữ nị không? Mà nó có dưới bộ tâm. Ở dưới thì mình đọc là chữ gì? Nị. Không. Nị là tôi. À bạn. Bạn mà có bộ tâm. Mà bạn mà kính trọng nị. Của bạn nữa. Từ kính trọng của bạn ví dụ như ngài. Nín hào. À nín hào. Đúng rồi. Chính xác là nín hào là cũng là xin chào. Xin mà, chào ông. Đúng rồi. Chào ông chào nhưng ngài. Mà lịch sự đúng không? Lịch sự đúng rồi, cách lịch sự. Polis. À, polite là lịch sự trong tiếng Anh ha. Rồi, tiếp. Chữ đây, chữ này quá quen rồi, nhưng mà chủ yếu qua ở cách đọc được không nè. Học sinh hả? Học sinh đúng rồi, nhìn vô biết học sinh luôn ha. Gakuse. Gakuse là tiếng Nhật. Thế vậy, tôi cũng tiếng Trung là như thế nào? Gakuse. Sẽ mình sẽ đọc là chữ học chưa ta? Học rồi, không có học rồi. Nó vậy là không có coi lại. À, nó vậy là gửi okay. gửi cái file mà không có coi lại này. Nhớ lại phải không? Rồi. Nhớ không? Thấy không? Rồi, chữ đây là chữ xuyên sơn. Xuyên sơn nghĩa là học sinh. Nhớ lại nha. Xuyên sơn.
Rồi cái này nè là cũng cũng chưa làm bài luôn nè, đúng không? Nếu mà làm là sẽ từ đây Đã là từ đây là không biết là sẽ tra. chữ sinh qua Ừ, được cái chưa? coi rồi, quên quên chữ sinh Rồi. qua cái coi rồi. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ qua tiếp bài 3 và bài 4. Ok Ok. đây. Này, thử vô cái thư viện tiếng Trung. Nay cho có bài khóa đọc nữa nha. Nay tập Bài gì? đọc. Bài đọc nè. Ok. Nhưng mà từ Ok. từ phải nắm vững từ vựng rồi sẽ vô bài khóa ôn lại. Mày quên thị. Bài bản nha. Mày quên thị. À, không qua. Được, hà là mẹ quên thị là không có câu hỏi. Quên thị là vấn đề, câu hỏi. Quên thị là không có gì đúng không? Ừ, đúng rồi, quên thị. Đây, rồi tiếp bài 3. Mày quên thị. Xong. Rồi. Rồi. Hôm qua chữ ông lại cái tờ mình đọc là chữ chữ gì? Đúng rồi, chính xác. Rồi, còn chữ đờ. Đó là Còn một chữ nữa là chữ gì? Còn chữ nữa là chữ gì nhá? Không, hôm qua ba chữ à. mà. Thấy chưa? Chi Chữ y dài, còn chữ chi gì? chi y dài là mình ta giữ tờ Không, chữ đờ. Đó. Rồi, bữa nay mình thêm một chữ nữa nha. Chữ y g dài thành. là hình chữ đờ, Giờ. y dài hình chữ thành chữ đờ hả? À, chữ giờ, chữ giờ. Ừ. Rồi, bữa nay mình thêm một chữ nữa là chữ g thành chữ cờ. Gờ Ừ. G thành cờ. như cờ. Ok. Ừ, Ba rồi. Chữ giấy thành chữ trời. Bốn chữ nữa. À, giấy thành trời. ok. Rồi, chữ đây thì mình đọc lại. Chữ tự do mình phải tự do trọng không học từ bấm chữ cái lần. Nên cứ vào cái chữ nào thì sẽ nói trong quá trình học luôn. Cung của Dạ đọc ra cung trua. Cung sao chữ Z? Chữ Z này nó là chữ gì? Chữ chờ đúng chữ không? trời, chữ trời, Chờ che đúng không? đúng rồi, Ok. cung Cung trua. trua. À, cung trua, cung trua là công việc ha. Rồi, cung trua. Rồi, trọng đọc nữa này, trọng đọc lên tiếng này, có gì tăng sửa nha. Cung chua. Rồi, ok. Cung chua. Cung trua là công việc. Rồi, chữ tiếp theo. Đọc bình thường luôn. Nhưng mà Mãn. 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 À, trong từ mà Mãn. tiếng tiếng Nhật là isogasi á, nhá. Chữ tam là chữ vong này. Mãn. 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 Bằng. Bằng. Ok. Rồi, chữ đây là chữ nơ. Chữ nơ là khi mà Nơ. ví dụ như mình hỏi, ví dụ trong tiếng Nhật nó hỏi là à, bạn khỏe không? Ô gen kia được cả thì có cái người kia cả hay và tôi suy qua gen anh nó tàu quá, nó giống chữ quá vậy đó, Nhìn đúng không? Thì mình sẽ dùng nơ. từ đúng rồi, nị nơ. Nhìn nơ. Nơ. Sẽ giống Nơ.
nó chỉ giống y luôn ha. Đây 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 nó ra chữ nị nơi đây ha, nị nơi. Còn bạn, còn bạn thì sao? Nị nơi, nị nơi. Ừ, đúng rồi, nị nơi. Rồi chữ sư bu, bu trong từ chữ Bắc á là không. Bu hào. Ừ, bu hào là không khỏe, đúng rồi, không tốt. Bu hào, bu hào, bu hào gì xưa. Ừ, bu hào không y sư, không có gì. Bu hào y sư. Bu hào gì xưa. Ừ. Rồi chữ chữ thai, thai là chữ chữ khá, chữ quá. Ở trong chữ thái á. Nhá. Nhá. Sao? Từ to rồi. À, từ to rồi. Đúng rồi, chính xác. Đi. Ngày xưa là có ông vua ông tới cái ông hỏi, ông thử thách cái trận thằng đồng của Việt Nam, trận Tý. Ông hỏi là a à, cái trận Tý đang tắm không không mặc quần ấy. Ông hỏi đây là chữ gì? Cái ông vua ông kêu, ông quan đó ông kêu là đây là chữ chữ đại, tự do hai cái tay giang ra, hai cái chân bành ra. Cái đứa bé đó nó trận Tý á kêu sai, đây là chữ chữ thái, tại do nó không mặc quần, nó có cái sạc giáo với anh nữa ha. Thì đó là cái câu chuyện để nhớ cái chữ chữ thái này. Cái do với phải đây là hiểu là nghĩa là gì không đó. Rồi ok, ok rồi tiếp chữ lây. Lây 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 gì. Ừ, đúng rồi. Mệt. Lây là mệt ha. Rồi lây là mệt. Bộ đi với bộ chữ kia, bộ chỉ á, y tô á. Ừ, chỉ là y tô á. Lây. Ừ, lây là mệt. Hai. Rồi. Tùy. Ờ, theo kịp chưa? Theo kịp không? Kịp. Rồi bây giờ tôi chỉ lao rồi khảo bài chứ. Rồi số 76. 76. 7 là chi. Ừ. Chi sử. Ừ. Liêu. Đúng rồi, chi sử liêu. Rồi 54. Ủa. Sử sư. Ừ, sử sư. Rồi 38. Sam sử ba. Ừ, sam sử ba. Rồi 29. Ư sử chiếu. Chiếu gì, chữ gì gì? 29 mà. Ư sử chiếu. Đúng rồi. 13. Sử sang. 77. Chi sử chi. Đúng rồi. Chi sử chi ha. Chi sử chi. Đúng nha. Rồi một số nữa, số cuối cùng 65. Lưu sử ủ. Lưu sử, ok. Số là 5 chắc rồi đó. Rồi ok, cái số là ok đó. Rồi, anh trai mình hôm qua nhớ hai chữ kế bên mà nó giống nhau, ví dụ như là ba, ba ba. Ồ, ma ma. Thì cái chữ trước mình đọc nó giữ nguyên cái âm của nó, còn chữ sau nó nhẹ hơn một xíu. Rồi, chữ đây không? Chữ, chữ để mình đọc giống âm Bắc Kinh thì hôm qua nó là chữ chữ A thành chữ A. Có hai cái đọc thôi, chữ A lại thành chữ A, hoặc là chữ A thành chữ ư a ư á, ư. Mình đọc là cưa cưa. Cưa cưa. Cưa cưa là anh trai mình. Cưa cưa. Ừ. Rồi. Cưa cưa. Từ đây mình đọc chị gái mình sẽ đọc là chê chê. Chê chê. Chê chê.
chế chế. Ừ, chế chế. Chế chế. Chế chế. Rồi. Ghi chép đàng hoàng ha. Cuối bài kiểm tra vở nha. Ok. Rồi. Chữ. Chữ không à, chữ giờ hôm qua mình đọc lại chỉ rồi này, chữ giờ chữ cái tờ này. Tôi đọc hồi nào. Tờ. Ừ. Tí tí. Rồi, đâu? Tí tí. Chữ tờ mà nó có dấu quyền á, là thành bốn mà. Tí tí. Ừ, tí tí, tí tí là em trai. Vậy hồi nãy chứ anh trai là gì hả? Nghe giống không? Anh trai là cơ cơ. Ừ, đúng rồi. Rồi, cuối cùng chị gái là chê chê, rồi em gái mi mi mê mê không mi mi mê mi mê ừ, là em gái mê mi mê mê ừ. Rồi mê mê. Rồi, chữ, chữ trăng. Chữ trăng là chữ tháng, hôm qua chữ chữ ngày là chữ gì nhớ không? Hôm qua chữ ngày là chữ hao. Đúng rồi, hao là văn, văn nói hay viết? Nói, rư là viết. Đúng rồi, nhớ tốt ghê ta. Hôm qua dịch đùa, đùa cái chữ 32 ngày nhớ không? Đọc ngày 32. Nhớ không? Hào sang ừ. Sử hôm qua đọc ngoài sang sang sử ở ở hào á, nhưng mà bây giờ này rồi này tháng 9 nha, bây giờ mình đọc tháng 9 thử. Tháng 9 chữ duy, chữ này nó còn có nghĩa là duy, có nghĩa là mặt trăng hả nha. Yeah. À, tại do ngày xưa người ta sẽ tính mặt trăng là tháng. Thôi vậy tháng 9 mình đọc xong. Chiều. Ừ, chiều. Chiều dê. Yeah. Rồi, bây giờ đếm từ 1 đến 12 được rồi đúng không? Bây giờ mình ghép từ tháng. Được. Tháng 8 này. Bây giờ đếm từ tháng tháng 12 đếm xuống nha. Tháng 12 là gì? Chiều dê. Chiều dê. Tháng 12. Ừ. Thì mình lấy số 12 cộng nữa. 12 sử ơ sử yeah. Đúng rồi, số 11. Sử y yeah. Đúng rồi, số 10. Sử yeah. Số yeah. 8. Đây mình nãy mình mới đọc rồi ha, thì mình bỏ qua. Chịu gì, mình bỏ qua. Số 8. Rồi đứng mạng rồi.
Ông vào 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 được chưa? Alo, có nghe không? Ok. Mạng mình nó yếu quá phải không? Biết nha. Cái mạng của mình thường sao nó dành rồi. Rồi. Ok. Để số 8 đúng không? Bây giờ số 8. Số 8 cộng với cái tháng. Chữ tháng là gì? Rồi, số 8. Mình nói tháng 8 ở nào? Ba dê. Đúng rồi, ba dê. Dê với đừng có dê ha. Dê, dê. Ba dê, dê. Rồi, dê. Số 7. Số 7. 7. Chi, chi dê. Đúng rồi, số 6. Liêu dê. Ừ, số 5. Ủ dê. Đúng rồi, số 4. Số 3. Sam dê. Số 2. Ơ dê. Rồi số 1. Y dê. Đúng rồi, rất tốt ha. Ok. Rồi. Đếm được ngày đếm tháng rồi ha. Mà sợ quay thôi, không ông là quay nó. Rồi, hôm bữa trước học cái ngày hôm nay rồi nhớ không? Dính thêm. À, chính then, rồi. Chính then, rồi, chưa? Chữ chính then, bây giờ chữ 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 là, ấy như trong từ chữ qua nha, là chữ sư. Rồi, hôm nay là ngày 10 tháng 9, mình nói sao? À, hôm nay là ngày 13 tháng 9. Rồi. Hôm nay chứ đúng không? Hôm nay, đúng rồi, hôm nay là đọc lại. Chính. Jin ten. Đúng rồi. Jin ten gì? Đồ chữ. Chữ này nhớ không? Là. À, chữ sư. 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 Ừ, sư. Jin ten, sư. Sư. Rồi. Cái tháng trước rồi ngày sau bỏ số vô. Giống như tiếng Nhật luôn. À, đúng rồi, thì giống như tiếng Nhật luôn. Trọng là lợi thế cái chỗ đó mà. Tháng trước là hay là tháng chín là nay là tháng chín là chiều, đúng rồi, chiều gì nữa, chiều dê, đúng rồi, chiều dê sử san, sử san hao, sử san hao hao, đúng rồi, chiều dê sử san hao, đúng rồi. Rồi, chữ miễn then là gì? Ngày mai. Rồi, vậy ngày mai là ngày mấy? Mai là sử sử 14 10 14 sử sử sư chứ. Sử sư ngày hao. À, sử sư hao. Đây, miễn than sử sư chào dê chào dê sử sư hao, sử sư hao. Rồi, đúng chưa? Đó. Rồi, ok. Chinh then, miễn then, hôm nay ngày mai rồi. À, cái chữ chinh then nữa, nãy. Rồi, số 0 chưa học nữa nè. Rồi, chữ nén, nén là, nó giống như là, trong biết giống y luôn đúng không? Cô tô si á. Rồi, rớt mạng nữa rồi. Rớt mạng rồi. Thôi mà mình nói yếu dữ rồi. Bị đá, nó bị văng ra ngoài. Ok. Rồi. Tiếp tục. Chữ đây mình đọc xong. Chinh nén. Chinh nén. Ừ. Chinh nén là năm. Chưa học cái ngàn nên chưa chỉ. Đáng lẽ ví dụ như là năm 2021 thì mình sẽ đọc là gen.
Rồi, chữ chinh lẻn là năm nay. Cho hồi nãy chữ chữ mĩnh then, mĩnh then là gì? Mĩnh then ngày mai. Mĩnh then là ngày mai, vậy mình ghi mĩnh lẻn là gì? Mĩnh lẻn là năm sau. À đúng rồi, mĩnh lẻn là năm sau. Xin lẻn. Rồi. Tôi không xuất tâm. Tôi không đọc lại. Lĩnh. Lĩnh. À lĩnh, lĩnh số 0. Rồi, 5 là nén ha. Đây, năm tới là hồi nãy mình mới ghép lại luôn. Cùng đọc lại nha. Mĩnh nén. À, ngày mai thì mình lấy chữ minh đây, mình cộng với chữ kim đi. Mĩnh nén là năm tới. Rồi, cái từ từ chi từ từ từ, từ khứ á. Khứ ha. Chữ khứ thì mình sẽ dùng là từ từ chi. Chi là qua rồi á. Chữ khứ, khứ là trong từ quá khứ. Rồi. Tiếng Nhật nó gọi là sa rừ trong từ lùi này, hay là kako là quá khứ á. Thì mình sẽ dùng cái chữ đây. Mình cộng với chữ nén là chi nén là năm năm ngoái á. Chi nén. Ừ, chi nén, chi nén ha. Chú qua là phần chữ chi. Đúng rồi. Chi. Ừ, chi nén. Không, tại do chữ U mà nó U hai chấm á. Nó gọi là U âm lâu á. Thì nó sẽ đọc là U thành chữ Y. Này, chỉ nha. Chữ U đây nha. Trầm ý nè. U hai chấm đây. Nó mẹ đọc là Y. Y quyền á. Y lực á. Quy. 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 Em chữ đọc đó là bằng chi đúng không? Giống như chữ con gái là chấm chấm đọc xong. Nên trọng đọc xong. Chữ này. Đâu. Cái này. Chữ nị mặc dù là nị. À nó sẽ đọc là chữ chữ n u rồi có hai chấm thì chữ chữ u hai chấm nãy Tân mới nói là gì? À uy. Đúng rồi. Nó sẽ đọc này. Uy nụy có thành thành ba nữa vô nữa ha. Nụy. Và khi gõ trên bàn phím á, trọng cài cái bàn phím tiếng Trung Dương. Cài sao đâu biết cài đâu. Chưa biết cài luôn không? Chưa biết. Vậy gõ chỉ gõ trên điện thoại thôi. Chưa biết cài, chưa biết gõ nữa mà. Chưa biết cài, chưa biết gõ. Từ từ từ, nói chung học từ từ rồi chỉ làm bằng chứ. Một bữa mà không thể chỉ thấy được. Rồi, chữ N như chữ V mà trên cái điện máy tính ha. Thì mình nghĩa gõ chữ N là chữ V là ra chữ nị. Chữ do chữ Y thì mình gõ bằng chữ V. Ha. Rồi, nói chung là trước tiên là phải thuộc cái này trước. Để ra là bắt buộc từ rồi vô bài đây, từ từ chỉ làm. Rồi chữ hôm qua là chữ ngày là hôm này đây. Chữ trùa. Trùa này là chữ tác này. Chữ tác trùa. Rồi. Lòng hôm qua. Hôm nay rồi. Là chi then đúng không? Chữ trình đúng rồi, chính thật, chính xác. Chi then và hôm nay hôm qua rồi. Là rồi. Chi tua. Ừ sai, mĩnh nhá. Mới học xong chữ mĩnh mà. Rồi. Đọc lại nè nha. Chữ tác. Tác là hôm qua. Và là nó đọc là chữ chua. Còn chữ đây là chua. Chữ chinh. À. Chữ đây nó có chữ trũa ha, mình đọc giáo trũa. Rồi chữ chinh. Rồi tới chữ then, chữ mĩnh. Rồi,
mấy cái chữ đây mình cộng dưới cái chữ then là nó ra cái ngày. Chua tin mình, chua then, tin then, bình then. Rồi. À, cái chữ này cũng ngày, dù cái chữ nào ngày ở bài chữ ngày này nhá. Nãy rồi như chữ còn chữ chữ đây. Này. Ngày là chữ how đó. How rồi chữ gì lên nữa? Chữ rư. Đúng rồi. Vậy Tân ghi dạy đúng hay sai? Thấy tiếng Nhật không? Tổng học tiếng Nhật rồi. Hôm nay đúng rồi. Đúng không? Kim Nhật. Ừ. Ừ. Nhưng mà cái này là văn viết ha. Nhưng mà người Trung họ sẽ ưu tiên hơn chữ thiên này. Là họ sẽ dùng ở đây. Chữ thiên. Ừ. Còn cái này là cũng dùng nhưng mà dùng văn viết. Họ dùng chữ hảo đúng không? Đúng rồi. Hao đúng không? Đúng rồi, họ dùng cái chữ chữ hao đây là văn nói, còn chữ nói chung là mấy cái ngày như thế này họ sẽ dùng cái chữ chữ then, ưu tiên chữ then ha. Rồi, của then là hôm qua ha. Rồi, trọng đọc lại thử nào. Hôm qua, ngày nay và ngày mai. Chữ then. À, chữ then. Xin then. Xin then. Minh then. Minh then. À. Minh then. Rồi, ok. À, cái này Tân làm dư một cái slide ha. Rồi, ok. Rồi, cái này là 18 slide á. 18 slide. Đây. Rồi. Bài 3. Rồi. Rồi, bây giờ mình học tới bài 4 được không? Nhanh quá không? Yeah. Nhanh quá không? Yeah. Nhưng mà sợ cái tiếp thu cái sự tiếp thu nó không? Sợ tiếp thu á, được không? Nãy kêu học cái gì, cái đàm thoại gì, hay là cái gì á? Phải học cái đây xong hả? Một bài bữa mình ưu tiên cho hai bài, nhưng mà rồi học xong cái bài 4 này rồi mình sẽ nói sao về cái đoạn học thoại xíu. Nó đứng mạng ta. Xong tắt bớt đi để nhiều cái gì. À. Tự dưng sạn giáo án á. Hello, hello có nghe không? Hello nghe, có nghe không? Nghe. Nghe. Nó tự nhiên sao nó đứng hình mất. Tự dưng sạn nhiều quá, để quá nhiều quá nó lag. Kia đi. Blue light. Đây, để tự tắt tắt bớt. Để từ tắt bớt rồi mở lại ha. Chị mở một lần nhiều quá nó lát.
Rồi bây giờ tắt bớt rồi, được. Rồi thay 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 màn hình không? Đấy. Want to say your chain to học can gì? Nghĩ gì? Học tiếng Anh nữa. Thôi. Ủa, đây này, nãy bài bài 4 là mình học rồi mà. Để đây học rồi. Cái trời. Bài 4 lưu cái nó lưu nhầm rồi. Mới vô bài 4 luôn rồi. Đây. Cái đây là từ từ cái đây từ từ ai á, từ đa rễ, nó có hai cách đọc ha. Đồng thấy không? Đấy. Rồi, thì mình chơi đọc là bóng đúng không? Đúng rồi. Xoáy. 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 Ừ, xoáy, xoáy, xoáy là ai? Hát xoáy là đúng rồi. Đó là anh ấy là ai? Đó là ai vâng? Đúng rồi, Hà Sư Sĩ. Anh ấy là ai? Hà Sư Sĩ. Đúng rồi, Hà Sư Sĩ. Hoặc là cô ấy là ai luôn ha? Thì tùy vào cái người nói họ họ chỉ vào. Hà Sư Sĩ. Đúng rồi. Cái này là nghĩa là sao? Ông lại nào. Ta là ai vậy? Cái chữ người đầu đứng tiên là anh trai mà người nữ là anh gái. Đúng rồi. Tha, tha. Ừ. Rồi. Từ chia sao? Chia sao? Và chữ chia sao? Y sao? Tôi xin giới thiệu bản thân một xíu. Chia sao? Chia sao? Ừ. Số cái. Ừ, giới chữ giới và chữ thiệu á. Chia sao. Chia đọc sao ra? Chia chia sao chữ chờ a chữ chờ và chữ à đa chữ a e này chờ a e đối quyền chia sao. Chia sao hả? Sao sao. Chia sao. Chơi xe. Ừ. Vợ. Ok. Vợ. Vợ là tôi. Vợ là tôi. Trư chị là tự bản thân á. Nó trong từ Jiko Sukai á. Cái này cái hai Jiko Sukai Sasete là tìm mắt á. Rồi. Chữ Isa. Cái đại cầm lưỡi á. Cái dọc đọc âm Bắc Kinh thì hai cái chữ nguyên âm nó đi gần nhau, mình bỏ đi. Bỏ đi chữ đầu tiên và mình đọc là y này, bữa trước nói rồi ha, chữ đầu tiên của đọc, khi mà đi với chữ y đây thì cái chữ y dài mình không có đọc, mình đọc là y sa y sa y sa. Ừ, y sa cầm cái lưỡi lên chữ r lên y sa. Nha. Có chuyện gì vậy? Con nhà hàng xóm rồi. À. Rồi. Chữ nãy chữ khứ đây nó cùng có nghĩa là chữ đi này. Chi. Chi là đi. Một chút nãy đọc là gì bên này? Chữ y sợ. Y sợ không có đọc y sợ ờ mà đọc bỏ chữ e đi, chữ ơ đi. Mình cong cái lưỡi lên chữ r. Y sợ. Y
Y xả, y tẹn là nó giống nhau hết. Y huy được. Nói chung là từ một chút nó có rất là nhiều cách nói. Y nguyên, y đúc. Rồi, chỉ ra là chữ G, U, U này. Khi nãy nói chữ U đọc là chữ Y, thì mình đọc là G, G, G là đi, lãi là đấy. Rồi nhớ từ lãi không? Nhớ từ lãi không? Trong cái chữ làm á. Chữ lãi đúng không? Để tôi làm á. Rồi. Qua lại. Qua lại. Rồi chữ cha là nhà gia đúng không? Đúng rồi, cha là nhà là gia. Tại sao cha là nhà là gia? Ngày xưa là người ta là cái bộ miên, người ta để trên đầu và dưới là dưới bộ quân lợn á, bộ phỉ á, thì người ta là sống ở trên và nuôi gia súc ở dưới, thì đó là cái nhà. Sao nó lại? Sao không? Đang ghi. Sao nó lại? Thì ngày xưa thì cái chữ bộ miên này là nói về cái mái nhà và dưới là chữ chụp phỉ trong từ bộ ta á. Thì trên là sống là ở trên là trên nhà, ở dưới thì người ta sẽ tận dụng cái không gian ở dưới, người ta nuôi heo, nuôi gia súc, thì cái người ta sẽ nói ám chỉ cái đây là cái nhà của ngày xưa. Thế thôi mà cái bộ mà con heo là đọc là gì ta? Chữ thủy á. Thủy á. Thủy à. Là sẽ nói về cái gia súc con heo con lợn. Rồi, là nói về chữ nhà nha. Rồi, đi tiếp. Chữ này là chữ cái tờ, từ cái tờ, cáo tờ ở đây là nó có hai nghĩa. Nó giống như tờ là gì? Ví dụ như là của tờ cha, đáng nghĩa ở của tờ cha, nhà của tôi. Của... Đúng rồi. Của tờ cha, cha là nhà của tôi. Tôi là bằng với hay đúng không? Dạ. Yeah. Tôi là bằng với hay đúng không? Là vâng á. Là sao? Chưa hiểu. Ví dụ mà tiếng Nhật mình nói là hay là vâng đúng không? Còn mà tiếng Trung là tôi đúng không? À, chữ tuy là đối, hôm qua nói là chữ đối là nó sẽ được tuy chứ không phải là này. Tuy chứ không phải là tơ ha. Chữ à, thì tuy á. À tuy. Tuy là đúng rồi. Tuy là. À, tuy là. Ngày xưa tuy là bạn nói đúng rồi, ngày xưa tuy là. Rồi. Thế sẽ suy. Ghê ta. Mới học bữa thứ hai mà nói. Nên lưu lát quá ha. Thế sẽ suy. Rồi. Còn khi mà cái tờ mà đứng với từ tính từ nó nhấn mạnh cái tính từ đó thôi ha. Còn với chữ tờ đây trong trường hợp đây là nghĩa là của, sở hữu. Rồi. Ba của tôi nó sao? Ba. À đúng rồi, mẹ của tôi. Ba. À. Anh của tôi. Ba. Cái cơ. Đúng rồi. À, em trai của tôi. Ba. Titi. Ừ. Chị của tôi. What the cơ. Không, cơ là anh mà. What the chê. À, chê. What the chê. Rồi, em gái của tôi. What the mê. Đúng rồi. Trong phim này nó là mê. Rồi. Em gái. Ừ, cô của tôi là what the a dĩ. Đó. Rồi, chúng ta là của nha. What the a dĩ. Ừ, đúng rồi, của tôi ai dĩ là cô của tôi. Rồi. Ai dĩ? Từ chỉnh. Chỉnh. Ừ.
chính mời ăn là chính phạm. Không, không, không phải chính phạm mà là chính chính tư. Chính tư mời ăn là chính tư. Chính tư. Chính tư xoay của mà cái cây đúng không? À, xoay của chính tư. Xoay của chính tư là mời ngồi. Chính tư xoay của chính tư là mời ăn. Chính tư xoay của chính tư. Chính tư xoay của hai lần. Mời mời uống. À, chính hơ, chính hơ trả, mời uống trà. Chính hơ, chính hơ. À, chính hơ trả. À, chính chua, mời ngồi. Chính chua, mời vào. À, chính chinh. Chính chinh, mời vào. Chính chinh. Ừ. Đây, chính chinh. Chính chinh, mời vào. Chính chinh, rồi mời vào. Mời ngồi là chỉnh chua. À, mời ngồi là chỉnh chua. Nói chung là nội dung của bài học hôm nay là chỉ bắt buộc tôi nhớ chữ chỉnh nha thôi. Còn mấy tờ ra thì sẽ bài học sau thì mình sẽ ghép lại. Giống như những ngày tháng nữa. Rồi. Chữ chinh, chinh mới nói, mới nói luôn nè. Vậy cái hợp là chỉnh chinh là gì? Đúng rồi, chỉnh chinh là mời vào. Rồi. Vào là vào nhà. Đúng rồi, vào là vào nhà. Đi vào á. Chi chinh đi vào. Chi chinh. Ừ. Đi. Rồi, cửa hàng mình đọc là Santan. 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 Nãy nói rồi nè, chữ giờ thành là chữ lịch thời. Hôm nay là an, chữ a trong từ an mình đọc là chữ a ha. En ten Santan. Santan. Rồi, Santan. Santan là cửa hàng. À, chép được chưa? Xanh tên là cửa hàng. Rồi, chữ khan. Khan là nhìn, là xem. Khan xem. Đúng khan. Rồi. Nhưng mà trong trường hợp ví dụ như mình khan, khan su. Khan su thì là đọc sách. Mình có một từ gọi là tủ su nữa. Khan su hoặc là tủ su đều nghĩa là đọc sách hết. Chữ su biết chưa biết đúng không? Chữ su sẽ mình sẽ viết là chữ ấy, chữ hát và chữ u. Chữ su rồi chữ thanh không thanh gọi là khinh thanh á, thanh nhẹ su cao su. À, su là sách. Cả trư là tạp chí. Còn là chỉ tạng là từ điển. Chỉ tạng là từ điển. Rồi cứ nhớ từ khan là xem. Khan tên gì là xem phim. Rồi. Nghe là chữ tờ chữ gì? Chữ đờ. Ừ, đâu phải chữ tờ mà. Lộn rồi, lộn. Thơ. Yeah. Chỉ cho mẹo nhớ này. Chỉ cho mẹo nhớ này. Chữ chữ cao trong tiếng Nhật là gì? Takai. Đó, đọc vậy là sai đó. Chính xác mình sẽ đọc là thành có chữ thờ vô ha. Trong miệng thì đọc là chữ tờ mà khi mà mình phun nhã ngọc ra thì nó ra chữ thờ. Thật hay. À. Trong miệng thì chữ tờ mà nhã ngọc ra thì nói là thật hay. Thật hay thì chữ tờ này nhớ đầu tiên ấy, thì nó sẽ thành chữ thờ. Thật hay.
Ừ, đúng rồi. Thinh bu tổng. Ừ. Thinh của Thinh Bu Tổng. Thì tôi không nghe được đúng không? À tôi không hiểu. Chứ thụng mà là hiểu. Nó bằng cái từ miễn bãi. Thinh Bu Tổng. Của Thinh Bu Tổng. Hai. Của Thinh Bu Tổng. Thinh Bu Tổng. Của Thinh Bu Tổng. Đó, của Thinh Bu Tổng. Thì nó sẽ ra. Của là tôi ghép từ từ nó sẽ ra ha. Của chữ Thinh này đây là chữ phong thể của nước này, của người Đài Loan họ dùng. Thì những cái chữ này này, Đài Loan Phúc Kiến, Đài Loan Phúc Kiến Thẩm Quyến, Triều Châu, thì họ sử dụng mấy cái chữ đây. Còn Bắc Kinh nữa thì họ sẽ sử dụng cái chữ này. Rồi, mình nghỉ ngơi. Siêu sĩ. Trong từ giống từ kêu kia không? Siêu sĩ là nghỉ ngơi. Rồi, ký túc xá này. Ký túc xá tiếng Nhật là gì? Nhớ không? Quay rồi. Yo. À, ghê ta. Còn một từ ký túc xá của tiếng Nhật nữa nha. Nó không còn không phải dùng từ Rio không, mà nó dùng luôn y như cái từ đây. Suy sể. Suy sể là rồi. Ký siêu cự xa. Từ Rio mình nhớ, từ mình biết từ Rio đúng không? Nhưng mà tiếng Nhật nó còn một cái từ nữa này. Không biết trọng có biết từ đang đâu. Sẵn trao đảo luôn ha. Ký siêu cự xa. Đây. Rio không là sai. Không chưa đủ kỳ. Siêu cự xa. Đây, biết từ đâu? Không biết rồi. Kỳ siêu cự xa là ký túc xá nha. Đó. Đúng hết, tạo dịch ra luôn đúng không? Đúng rồi, ký túc xá. Kỳ rê. Hán tự của nó là đúng rồi, ký túc xá luôn đó. Nói chung là mấy cái từ đây là nó giống y luôn. Tiếng trọng biết tiếng Nhật rồi còn học qua tiếng Trung là một điều khá là thuận lợi so với những bạn mà chưa biết gì. Rồi. Ừ, cái phòng học mình gọi là treo là đại giáo và chữ thắt treo sư, nó giống như giờ từ tiếng Nhật là gì? Kyoshitsu. Ok, mấy cái giáo án này là soạn theo tiếng Nhật đúng không? Đúng rồi, không, tăng soạn theo giáo trình Hán ngữ Boya. Rồi. Chữ cái này là ngoài lề ha, tại do bên Trung Quốc nó thu mua hết những cái phòng học lại gì nó lại Chelsea. À khi mà chữ y cuối cùng thì mình chữ nó đọc là chữ ư ha. Thấy chưa? Rồi, một cái rất lớn ở ở bên Trung Quốc này, tức là ở nhiều cái ở dưới Thủ Đức nó có gọi là cái chợ gì ta? Chợ đồ máu á, nhớ không? Biết không? Biết. Tức là họ thu hết mua những cái mấy cái chợ nhỏ tụ tập lại chỗ đó họ bán. Thì bên Trung Quốc nó có cái chợ như vậy.
hình như gọi là chợ đầu máu của mình, của Thủ Đức á. Đó. Núng Mau, Núng Mau là cái chợ, Núng Mau là cái nông sản, còn Sư Trạm đây là cái chợ. Núng Mau Sư Trạm là chợ. Chợ đầu mối đúng không? À, chợ đầu mối. Núng Mau Sư Trạm. Núng Mau Sư Trạm. Nhưng mà ở chợ đầu máu cũng mua đồ Trung Quốc về bán quá trời ha. Tức là có những cái cà rốt mà nó nói là Đà Lạt, cà rốt Đà Lạt, nhưng mà khi phân biệt cà rốt Đà Lạt thì nó khác nha. Này, cà rốt Đà Lạt nó như thế này, và nó trên đây là nó sẽ trên cái đầu này nó sẽ có cái lá. Nó nhỏ đúng không? À, đúng rồi, và trên Trung Quốc thì nó không có cái lá nào hết, nó cục luôn. Bữa trước là coi thử cái người ta mới chỉ cho là, thì ra là cái cà rốt Việt Nam mình nó như thế này, còn cà rốt của Trung Quốc thì nó cục luôn. Nhưng mà mua thì ai cũng nói là cà rốt Đà Lạt đó. Rồi buồn ngủ rồi, ngáp rồi, hôm qua mấy giờ ngủ? 2 giờ. Ghê vậy. Nhưng tình tưởng nào uống cà phê, uống nước trà, uống sáng nhiều quá. Rồi, dạ, cố gắng ha, còn mấy lần đồ học nè. Rồi, Sư Trạm, Núng Mau Sư Trạm. Sư Trạm là? Sư Trạm. Dạ, đúng rồi. Dạ. Rồi, hỏi là về, hỏi là chữ hồi á, biết không? Chữ hồi á, ở trong là cái chữ bộ khẩu, ở ngoài là bộ vi, thì ra chữ hồi. Hồi là về, là khứ hồi. Hủy hả? Làm sao đó? Hủy. Đông từ. Hủy. Từ sủy á. Sủy nãy là ai á? Thì bây giờ trả hờ thầy. Sủy. Ừ, đúng rồi. Hủy. Ok. Rồi. Hủy. Hôm qua đố cái họ của người Trung Quốc là họ gì nhiều nhất, nhớ không? Quay nhớ. Đúng rồi. Rồi. Thì mình sẽ đọc là Vương thì mình đọc là Quang Lĩnh. Ừ, biết âm đây là âm nào không? Âm Jack Ma của tập đoàn Alibaba. Đúng rồi. Âm đây khá là nổi tiếng ha, gọi là tỷ phú ở bên Trung Quốc á. Quang Lĩnh. Nói chung là ở Trung Quốc thì nó có gọi là tập đoàn Alibaba. Còn ở Mỹ thì nó có gì? Microsoft là cái máy tính mình làm này. Còn ví dụ như mình mua cái gì? Mua gì mà chuyển tới nhà mình hết? Amazon. Đúng rồi, chính xác. Ở Mỹ thì nó có cả Amazon ha. Rồi, cuối cùng. Trường đại học. Có những trường đại học danh tiếng nhất ở Trung Quốc đó là trường Bắc Kinh với trường Thanh Hoa. Nghe cái trường đại học Thanh Hoa lần rồi chưa? Ừ, nghe rồi. Nói chung là cái trường này là nhân tài không á. Bắc Kinh và Thanh Hoa. Rồi Bắc Kinh thì mình đọc tiếng Nhật là Bắc Kinh thì nó đọc là Bệ Trinh. Thấy giống không? Lợi thế của học tiếng Nhật chưa? Bệ Trinh. Rồi nãy chỉ giờ mình đọc là tiếng gì? Giờ mình chữ tờ. Đúng rồi, thì mình đọc là ghép lại mình đọc. Cái này y như dấu quyền của mình luôn. Bệ sinh thờ rồi, tà sủy. Trong từ học sinh là gì? Sủy suy. Cái gì? Sủy sơn. Sủy sơn. Rồi, vậy học sinh viên đại học. Rồi mình ghép lại, bỏ chữ sơn vô nữa, đọc. Sinh viên là chứ đúng không? Không, chữ giữ nguyên chữ đây và mà bỏ chữ sửa sinh ra nhé. Dạ, trong tiếng Nhật là sinh viên đại học là gì? Lợi thế của học tiếng Nhật là dạy mà sao lại hỏi thầy người ta? Sửa sinh tà suy. À, tiếng Nhật là gì? Tiếng Nhật đọc sao? Sinh viên đại học đọc sao? Sinh viên. Tà suy, sửa sinh.
Tả xỉa sơn, đây là từ C đó. Rồi, cô anh thấy tiếng Nhật rồi không? Lấy không ứng dụng gì tiếng Nhật vô tiếng Trung luôn trời. Đại học là gì? Tả xây đúng không? Đúng, tả xỉa. Tả xỉa. Tả xỉa. Biết nhưng mà có làm sai. À, tức là mình ứng dụng những cái tiếng Nhật mình vô mình học tiếng Trung này. Ủa tiếng Trung thì sao nhớ là một vài người nói là đọc giống tiếng Việt. Là sao? Mà cũng đọc ngược lại. Cái là cách đọc đó là cũng đọc giống ngược tiếng Nhật. Đó. Giống tiếng Nhật. Đọc ngược luôn. Đúng rồi. Đọc tiếng ngược luôn à? À. Ngày, hồi nãy chỉ ngày tháng đúng không? Đâu có đọc là tháng ngày. Đọc tháng ngày chứ đâu đọc đặng đọc ngày tháng đâu. Nhớ không? Ok. Tại sao sĩ sinh? Ừ. Ta sĩ sinh là sinh viên đại học ha. À, không áp dụng được tiếng Nhật là hơi buồn nha. Mình biết tiếng Nhật mà mình không lấy tiếng Nhật mình bỏ vô mình okay. Học à. Chưa khớp. À. Rồi. Đây là những cái cung núi tên núi ở Trung Quốc thôi. Sơn Họa Hòa Tử có thể lên mạng tìm tính à, cái này là cũng nói tính cách đồ thì mình sẽ cái này là ngọn núi thôi. Rồi còn cái này là khi mà con gái thì mình sẽ những người con gái mà chưa có chồng thì mình đọc thêm cái chữ chữ đa vô ha. Rồi chữ chữ đa mình đọc được chữ anh đúng không, thì nó đọc là dinh. Con gái chưa có chồng thì mình đọc là chữ xạo. Cái này trong dinh là lơ. Ừ, dinh trong từ anh á. Rồi bây giờ mình sẽ qua một xíu cái bài đọc để cho rồi trọng đọc thế nào. Không thấy gì đâu. Không thấy hả? À thấy rồi. Này đọc này hả nào? Ni hao. À, ni hao. Ni hao là. Rồi. Trọng đọc số 1 tăng đọc số 2 nha. Ni hao. Rồi tới trọng. Ni hao ma. Đâu ni hao ma đâu? Đọc ở đâu mà ni hao ma? À ni hao. Ni ơ ma. Nì ơ ma là bạn đói rồi phải không? Bạn có đói không? Nì ơ, ơ là đói nha. Là chữ Nga. À, quả bú. Thanh hai, bú. Quả bú ơ. Là tối. Không có đói. Quả bú ơ. Ừ. Rồi. Rồi, nãy chữ nói chữ L. Đây là chữ Điền, dưới là chữ Y Tô nha. Đó. Là chữ gì? Chào. Đây. Đáng thử, nãy coi nhớ không? Là chữ xưa. Chữ, đây là chữ chữ mày chứ. Là. À, là mày. Quả lây lơ. Quả lây lơ. Quả lây lơ. Nị. Quả lây lơ. Nị lây ma. Nị lây ma, bạn có mày không? Rồi. À, quả bụ lây lơ. Quả bụ lây lơ, tôi không có mày. Rồi. Tiếp chữ này chị ơi mà đâu sao trọng không thấy chữ rồi ta không thấy chỉ đâu vậy đây này chỉ đây này số 7 cái số luôn đi số 7 chưa thấy rồi thấy rồi hào vô hào cậu à. Ok, tốt, hậu là như là hậu tơ là ok ha. Hậu chữ tơ nãy chỉ rồi, nhớ không? Hậu tơ là ok. Rồi, cậu là đi. Để chạy á, cậu là chạy. Cậu chạy. Rồi, điện tập máy cái ra xíu lại. Ni hao.
số 1 chưa thấy gì hết, nó chưa nhảy ra. Ok vậy, ni hao. Chưa nhảy. Nhảy chưa? Chưa. Rồi thế. Ni hao ma. Đúng rồi. Ni hao ma. Rồi. Ni ơ. Ni ơ. Rồi, nghĩa là tôi đói, bạn đói. Đi búa. Ừ, nghĩa là bú là nãy là gì? Tôi không có đói. Ừ, nghĩa. Rồi, không đói. Tiếp chữ lay. Lay là chữ gì nhớ không? Mệt. Đúng rồi, còn tiếp chữ 6. Bỏ ơ. Rồi, ơ là gì? Nhau đúng rồi. Ok rồi, luyện tập nhỏ vậy thôi. Ừ, xong một trận nữa tôi gửi lại rồi đưa coi hướng gửi ghi chép được gì nào. Ngày ghi ngày tháng không, có ghi ngày tháng như chưa? Ghi bài 4 à. Nào giờ bảo lên coi thử nào. Một trang, hai trang. Ồ, ghi nhiều dữ vậy luôn không? Nó học bây giờ là cũng nhiều quá ha. Rồi nay cố gắng là nhớ về cái ngày tháng ha. Ví dụ hôm nay, ngày mai và hôm qua. Rồi nó đọc được thấy mấy cái tháng. Rồi mấy cái từ ví dụ như từ chỉnh em đi với những gì chỉnh. Ừ rồi vậy hôm nay đến đây nha, có gì okay. À, học rồi xin bài lại ha. Ok rồi, xin chào bác mạng. Bến dậu là bến dậu là bạn ha, họ bến dậu là bạn tốt rồi vậy nha. Họ bến dậu. Cảm ơn. Rồi vậy nha. Tạm nghỉ ngơi nha. Thank you. Okay.